Xin chào tất cả các bạn nha. Vào ngày 7 tháng 8 mình có một cái video hướng dẫn các bạn claim 9500 token Wondot. Thì mình xin chúc mừng cho bạn nào đã claim dự án này các bạn. Thì hiện tại dự án này nó đã list trên sàn PancakeSwap. Các bạn thì con sắc mình có để phần link mô tả dưới video cho tất cả các bạn. Sau đó thì các bạn mở địa chỉ chút lát cho mình ra nè. Rồi các bạn chọn một đáp nè. Các bạn chọn sàn PancakeSwap nè. Hai đô máy ở chung một ạ các bạn. Rồi các bạn dán con sắc nó vào nè các bạn. Rồi các bạn chọn mắt nè. Chết ba sụp rồi, tại hồi sớm là 0.067 bảy máy luôn các bạn. Hiện tại nó sụp rồi các bạn. Rồi các bạn bấm approve, các bạn tốn chút phí gas các bạn. Rồi đó các bạn bấm swap nè. Mình xả luôn các bạn, được một đô máy. Rồi không được thì các bạn chỉnh phí trượt nha các bạn. Các bạn nhấp vào một bánh răng nè. Rồi các bạn chọn ga 18 đi các bạn. Rồi các bạn swap nè. Cơm phi swap. Ok. Rồi các bạn sẽ tốn là 0.044. Các bạn cũng còn lời một đô máy. Không chấm 54. Approve xong chưa? Ok, scan mình đã được thành công các bạn. Mình kiểm tra cái sớm mình được 8 đô máy. Ok. Mình đã nhận được các bạn. Rồi vậy video mình đã hướng dẫn các bạn bán con token Wondot đến đây kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé. Để coi cái chín đô máy chưa. Cũng được một đô máy cũng ngon rồi các bạn.